Chào anh em có cặp Komatsu Komatsu Ribi 320 nha. Đó, dòng này thì em nói nhiều rồi. Ngoại hình khá là đẹp. Mà ưa mà mọi người ES 3235. Ồ sừng trưng đẹp này. Viết thiệt. Làm nhông nha, làm khoảng 4 phần. Ok. Một con. Cái này em bán nguyên cặp ha. Mặt tiền đẹp đấy. Con này không xích còn làm gì nha. Không xích. Con này còn 3 năm, hai con còn mã nha. Zin hết nha mọi người nha. Này hàng bãi về chưa dọn nha. Ôi, nó rất là căng. Nhưng mà nó kêu vậy là biết, mọi người biết vì sao nó kêu nó keng không? Đây. Đây Mỹ là cái chuông này này. Cái bố côn chứ. Cái bố côn này nó kiểu như mọi người biết chưa? Nó bị cái lò xo của nó bị giãn ấy. Lò xo mà nó kẹp hai cái bố côn lại nó bị giãn ấy. Dẫn đến là cái bố côn ấy nó lỏng, là mình giật lên là nó tung vô cái chuông ấy, reng. Thì cái cặp này thôi, em để giá tốt cho mọi người đi. Về mình tự dọn nha. Chế nó còn nha. Con này chế nó cũng còn nha mọi người. Thì cái cặp này bán như hiện trạng nha, nghĩa là nhập sao bán vậy. Đó. Đó, chế quan rùa hết nha, zin hết. Rồi, thì cái cặp này em để cho 2.6 triệu nha. Đó, cặp này em để hai con này là em để cho 2.6 triệu, tính ra là một con là 1.3 triệu nha. Đó. Giá tốt. Tại vì một phần là con này nó thiếu xích, với cái chuông nó bị lỏng cái lò xo ấy. Cái bố côn chứ, cái bố côn nó lỏng lò xo. Anh em xử lý. Rồi. Hai con là máy giật được không cứng nha. Đó. Bạn ưa mà, đẹp lắm. Cặp này là 2.6 triệu cả hai con luôn nha mọi người. Làm nguyên cặp nha, không có bán tách lẻ nha, bán nguyên cặp cho nhanh.